ơi, mình được 43k kim cương rồi nè anh em à. Anh em mình xả kim cương rồi mình chơi tới bến luôn anh em. 32 luôn anh em ơi. Trời ơi, nhiều phải anh em à. À bây giờ mình sẽ chiêu mẫu chỉ định bên hệ quỷ anh em, hệ quỷ nha. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ quyết tâm up con tướng của mình lên 10 sao anh em à. Thì trước khi mà để up con tướng 10 sao lên, anh em chúng ta sẽ phải đập nhẹ vô một cái. Để gọi là lấy cái mốc nạp ngày hôm nay nhé anh em. Hôm nay là ngày thứ 10 rồi anh em à. Thì nói chung là ngày hôm nay là mình sẽ nhận được cũng khá khá một số các cái vật phẩm ở trong cái chỗ mà cái thẻ tháng, thẻ tuần này kia kiểu anh em. Ủa không phải, thẻ tháng thì mình nó có hai loại thẻ tháng đây mà. Ok, vô anh em ơi. Bên đây thì mình cũng có tặng một vài anh em nhưng mà mình không có quay video lại anh em. Thì anh em nào mà chưa có inbox cho mình đó, chưa có chụp màn hình lại, đã comment, đã đăng ký, đã like video gì kia kiểu á, anh em chụp lại anh em inbox gửi cho mình nha, mình sẽ lựa ra vài bạn may mắn để mà tiến hành tặng nha anh em. Ok, hôm nay thì mình sẽ được 10 thẻ tướng chỉ định anh em à. Quỷ đăng nhập nè. Ôi 20 vé luôn anh em à. Quá là phê luôn á nha. Để mình xem lại còn gì nạp liên tiếp nè. Thêm 5 vé nữa nha anh em. Wow, ngày hôm nay có hoài không, điểm danh được 75 bịch 75 kg gạo anh em à. Anh em chúng ta sẽ về, hôm nay sẽ đi nấu cơm nha anh em. Bà hết. Ủa, cái trang tặng trang phục nè, ngày 11 mới được nha anh em, ngày 10 hôm nay, ngày 10 nó không có cho gì trơn anh em ơi. Ủa, thẻ tháng. Ủa, còn gì nữa không ta? Còn chỗ nào để có thể nhận phúc lợi tăng thủ? Còn gì để mà nhận không trời? Để anh em đợi cho mình xem để còn gì nữa. Ôi, mình được 43k kim cương rồi nè anh em à. Hay là mình xả kim cương ra anh em, mình xả kim cương rồi mình chơi tới bến luôn anh em. Ui, một ruby mà được 3 vé nè anh em. Dứt luôn đi. Giới hạn mua được 5 anh em à. Dứt luôn đi, thêm cái đi. Cho nó đủ luôn anh em. Hình như là mình đủ 20 rồi đó anh em à. Chiêu mộ 32 luôn anh em ơi. Trời ơi, nhiều phải anh em à. À bây giờ mình sẽ chiêu mộ chỉ định bên hệ quỷ anh em, hệ quỷ nha. Mới là xì bùa ra được vài con 5 sao đi anh em à. Vài con 5 sao để mình làm food, mình up đây key lên. Ôi, hai con luôn anh em ơi. Quá là phê luôn anh em ơi. Kêu dài con mà nó cho hẳn hai con luôn, quá là sung sướng cuộc đời anh em. Bây giờ mình sẽ vô đây mình sẽ ghép thêm một con tướng 5 cũ nha anh em, 5 sao nha. Đây bây giờ mình sẽ đập đại một con nào đó lên 5 sao đi. Ok, phê như con TT anh em à. Đó, thêm được một con nha anh em, vậy là mình được thêm 3 con nữa. Bây giờ thì anh em chúng ta sẽ tiến hành đi chiêu mộ anh em à. Mình sẽ chiêu mộ tướng nha. Khoan, anh em đợi mình vô mình xem nữa là con đây kỳ của mình hiện tại giờ đã lên được bao nhiêu đây. Mình sẽ cho em lên trước từ từ anh em à. 4 con, 1 2 3 4, ok lên luôn. Trời ơi, lên cái này cần phải có một con 6 sao nha anh em, và 3 con. Ui không đủ rồi anh em à, mình bị thiếu hết 1 con này. Và lên 9 sao cần gì trời. Trời ơi, 9 sao cần con 6 sao và kèm theo là 2 con này nữa anh em à. Ui giời ơi, thiếu nhiều quá nha anh em, thiếu hơi bị nhiều á. Bây giờ mình sẽ vô phần chiêu mộ mà xả kim cương luôn anh em à. Bây giờ mình cũng không thích kim cương làm gì hết trơn á, thích kim cương để chiêu mộ con tướng Azaka thì nói chung là mình chiêu mộ cũng được, nhưng mà mình không có đủ điều kiện để có thể nuôi được em ấy thôi anh em à. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành chiêu hồi nha anh em, chiêu hồi kiếm mấy con quỷ 5 sao nữa, là nếu mà được tầm 3-4 con thì nữa là không được anh em à, phải nhiều xíu mới được. Trời ơi, Neroko Uni, nhưng mà mình đâu có chơi đâu anh em, mừng gì cho vui đó anh em à. Ui giời ơi, thôi chịu hồi nhẹ nhàng lại bình thường đi anh em. Khúc này thì nó có hơi cái đoạn nhạc xíu, nhưng mà cái đoạn nhạc nó không có bị dính bản quyền ở đây mà. Ui Yenitsu rồi luôn anh em à, tới ông chuyện luôn rồi, mở luôn đi. Trời ơi, Masabito. Ôi thôi bây giờ mình sẽ chiêu mộ bằng kim cương đi anh em. 3 lần mà nó không được gì, trời ơi, thêm một con nước nữa anh em ơi. Không lẽ về hôm nay mình thịt con Daiki sao ta, được một con quỷ anh em, được một con quỷ nè. Tiếp nha anh em, phải nhiều quỷ mới đủ anh em ơi. Ôi giời ơi, chịu hồi nhanh không đi, không hiện lại không đi. Ôi, không có con quỷ luôn anh em ơi. Trời ơi. Chà, con heo. Mình là một gọi là cái trang trại nuôi heo luôn rồi anh em à. Xả kim cương đi anh em, không ra con quỷ luôn anh em ơi. Tới cái mốc 200 luôn nha anh em. Trời ơi, được con quỷ 4 sao anh em ơi. Khổ gì. Wow, Yenitsu.
Rồi còn thiếu 4 4 lần nữa anh em ạ. 4 lần x10 nữa nha. Một con quỷ nè, quỷ 4 sao nè. Gà quỷ 5 sao đi anh trai. Oh, vừa mới nói xong cái gà luôn anh em ạ. Hay quá vậy ta. Gà nữa đi. Quỷ 5 sao. Ôi ôi, không gà anh em ơi. Lần cuối cùng trong cuộc đời nha anh em, lần cuối cùng nha. Con gì đây? Trời ơi. Ôi ôi. Sao nó cho mình tên game gọi vậy anh em? Mình quá là nhiều tên game luôn rồi anh em ơi. Trời ơi, thêm ông cụ thí chủ nữa chứ. Con gì đây, con gì đây, con gì đây? Bẹt. Ôi, trời ơi, trời ơi. Ơi, xà chủ anh em ạ. Ôi, hên vãi anh em. Mình đang bị thiếu con xà chủ nữa anh em ạ. Hình như là mình được bao nhiêu con xà chủ rồi ta? Nó bên hệ nào trời? Hệ nước. Gắn này gọi là gắn nước nha anh em. Đây mình được một con rồi anh em mà. Đây hình như là mình cần thêm một con đó anh em. Mình cần thêm một con, nó không biết là cái túi của mình có mở được hay không. Cái này trong này có xà chủ không ta? Ôi ôi có luôn nha anh em, có xà chủ nha. Chắc là mình sẽ lên xà chủ 10 sao thôi anh em mà. Quỷ thì Daki thì mình dùng chưa đủ anh em, mình chưa đủ lên. Úi, không đủ lên anh em ơi. Cho đây. Bây giờ mình sẽ cho con Daki này nó lên trước một cái nhẹ đi. Đây trước đây 1 2 3. Wow. Bây giờ mà muốn lên ai chà, khó nha anh em. Hay là bây giờ mình cho hai con này làm food luôn chứ anh em. Bây giờ cái vấn đề của mình là lên một con 6 sao nè anh em à. Cái vấn đề chính của mình bây giờ là cần phải có một con quỷ 6 sao nè. Kiếm đâu ra con quỷ 6 sao đây anh em? Kiếm đâu ra con quỷ 6 sao để mà đưa vô trong cái đội hình đây anh em à. Trời ơi, khó nha anh em, lẽ bây giờ mình tiêu hết cái đống kim cương luôn anh em à. Mình thử cái độ nhân phẩm của mình với cái đống kim cương là luôn thử xem sao. Thời trang là than trời nha anh em. Nhiệm vụ hoàn thành luôn cái nhiệm vụ nè. Ôi trời ơi. Hay bây giờ mình sẽ tiêu hết kim cương luôn chứ giờ mình cũng đâu biết làm kim cương gì đâu. Cái con game này thì hình như là không có nhiệm vụ tích kim cương thôi anh em à. Nó chỉ có những cái sự kiện gọi là tướng mới này. Anh em sẽ sử dụng kim cương để mà chiêu mộ tướng mới này. Còn muốn mà nâng sao cho mấy con tướng mới thì anh em cũng đừng mơ đi anh em à. Cho nên là bây giờ mình tích kim cương nói chung là cũng chả có tác dụng gì hết. Xả luôn, chơi luôn anh em. Tiếp bính luôn nha. Ơi ơi. Tiếp luôn anh em ơi. Lỡ thôi, dân chơi mà đâu sợ mưa rơi đâu anh em. Mưa rơi lớn quá để mình đi về trời ơi, con Tanjiro lửa. Để mình xem thử đây. Chừa mất kim cương lại xíu mình còn đi càng quét anh em à. Hai con XG, hai con 5 sao luôn anh em à. Kẹt cái là nó vô ngay cái hệ gì đâu không anh em. Ôi lại thêm một con nữa nha anh em. Wow, Enmu. Con này thì mình làm food rồi anh em à. Chắc chắn là mình sẽ làm food này. Quỷ nè. Trời ơi. Không vô con quỷ luôn anh em à. Chịu hỏi ít bọt nữa. Ơi ơi, đen vãi. Ôi ơi. Quá đen luôn anh em à. Đen hơn người yêu cũ nữa. Rồi. Xong phim rồi đó. Vậy là kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết. Hôm nay thì mình lại không thể nào mà có là đủ sức để có thể đập lên một cái con tướng gọi là quỷ 9 sao. Không, con tướng 9 sao, quỷ 9 sao rồi anh em ơi. Sao giờ ta? Bây giờ mình làm sao để có một cái con quỷ 9 sao để mình đập lên cho nó lên 10 sao đây? Không lẽ bây giờ mình đập con Gengoku lên trước anh em à. Đập Gengoku lên trước rồi sau đó mình sẽ đập lên cái con xà chủ lên. Cho xà chủ lên trước. Hay là mình sẽ cho con nào lên trước đây? Đang phân vân quá anh em à. Đang đắn đo suy nghĩ không biết lên xà chủ hay là lên con Gengoku trước đây. Nhận cái nhiệm vụ đã nha anh em. Xu vòng quay 10 lần. Trời ơi, mình để dành vừa đủ luôn anh em à. X10. Khoan, làm mới lại cái đã anh em. Ôi ôi, có con quỷ đó nha anh em. Vô không? Rồi, không vô luôn anh em à. Được cái vũ khí 3 sao. Được cái vũ khí 3 sao thì nói chung là cũng được đi. Lượm lúa. Lượm luôn. Wow, được thêm cái quạt nữa nè. Nhất luôn nha anh em. Ôi ôi, được cái thương luôn kìa anh em. Chọc chọc vô luôn. Rồi cây này. Bây giờ mình hôm nay là mình phải lên con Daki nó 19 sao mới được anh em à. Phải lên con Daki 9 sao mới được. Ok, sau một đêm trăn trọc suy nghĩ thì mình cũng đã đưa ra quyết định rồi anh em à. Vui nào cũng đến lúc tàn, cuộc tình nào cũng tan. Thôi bây giờ thì mình sẽ đặt cái con Gengoku Lame của mình lên 9 sao. Mình sẽ dùng cái làm push để mà up một trong những cái con này lên 10 sao nhé anh em. Mà không biết là được hay không, không biết là có bắt buộc mình phải giữ nguyên như vậy thì mình mới lên sao được hay không anh em, hay là mình có thể lên luôn đó. Thì bây giờ mình sẽ lên trước cho con Gengoku đi anh em à. Ở đây thì mình có thể là sử dụng con này. Ok, tại vì mình không có skin đó anh em à, mình không có skin đó cho nên là bây giờ mình cũng không biết lên sao làm sao luôn á. Nước hả? Lửa, gió,
Bây giờ mình cần phải có một cái con 6 sao. Ủa, chết rồi, mình lên cho cái con quỷ này nó lên tới 8 sao luôn rồi. Tới không chuyện rồi anh em. Bây giờ là mình sẽ lên con nào đây? Rồi, chắc mình sẽ bỏ con Tengen luôn đi anh em à. Mình sẽ phải hy sinh con Tengen thôi. Cho em lên 6 sao nha. Rồi, vậy nó xu thường đó nè. Và Tamayo thì mình cũng không chơi luôn. Tengen thì mình cũng không chơi luôn anh em à. Ủa, sao ta? À, nó trả lại cho mình toàn bộ đồ đạc. Để xíu nữa chắc là mình nghĩ là mình sau khi mình lấy con Kinuku làm food anh em thì nó sẽ trả lại cho mình nguyên liệu này kia kiểu nha. Mình phân vân cả đêm luôn anh em, mà mình chằn chọc suy nghĩ là mình không biết là mình nên lên con xà trụ hay là mình sẽ lên con Zenitsu nữa. Và cuối cùng là mình quyết định là mình sẽ lên con Zenitsu nha anh em. Và bây giờ là trước mắt của anh em mà chúng ta là mình bị thiếu hết đá anh em à. Thiếu đá rồi. Trời ơi. Để mình xem thử hay. Hiện tại bây giờ đang là 8k đá nha anh em, 8k đá. Bây giờ mình kiếm đâu ra thêm 2k. Nãy giờ mình lên thêm một mớ con từ lưa sao hết trơn anh em ơi. Bây giờ mình không biết làm sao đây. Bây giờ mình hạ con Zenitsu này xuống. Bây giờ mình úp cái con này lên đó thì nó sẽ trả cho mình, nhưng mà bây giờ mình không biết lấy cái gì để mà cho nó trả nè anh em à. Để bây giờ mình reset cái con Zenitsu này xuống cho anh em. Mình đó lòng Inosuke xuống cho anh em. Anh em đợi mình vô trong đây mình xem thử, sau khi mà mình hoàn trả nó thì mình sẽ 3k luôn anh em à. Mình sẽ tốn 3 vé. Ôi giời ơi. Ý hồi nãy anh biết mình hoàn trả con heo vậy là mình đâu cần phải lấy food của con Tengen anh em. Giờ mình hoàn trả tên game lại thử ấy. Lỡ anh em, lỡ ấy, chơi luôn. Bây giờ mình sẽ hoàn trả thử cho anh em xem nha. Tên game nè, rồi nó trả lại cho mình mấy con tên game kìa anh em. Bù lại thì mình bị mất hết thêm một cái vé nữa anh em ơi. Rồi, ok. Ôi ôi sau này mình sẽ dùng con hệ gió này, để mà sau này mình sẽ làm food. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ nâng cái con này lên. Ủa, nó trả lại cho mình con food 6 sao luôn kìa anh em. Vậy là mình cũng đâu cần đâu anh em. Rồi, lên luôn. Trời ơi, game dễ vãi anh em à. Đó, bây giờ mình sẽ xem thử con gì đó sau khi mà cái con Kinguku này khi mà up lên nó có trả lại cho mình nguyên liệu hay không nha anh em. Ủa, à nó trả lại cho mình đầy đủ hết nguyên liệu nha anh em à. Đó, SP đá này kia các kiểu anh em à. Đây nó trả lại cho mình đầy đủ tất tần tật tút tuần tuột tét tần tẹt nha anh em. Và mình đã lên được cái con tướng 10 sao mà không cần phải đầy đủ 6 con anh em. Mình chỉ cần full 6 sao thôi mình có thể lên lên luôn. Và bây giờ cái team của mình nó chỉ có là 1, 2, 3, 4 con à. 4 con 5 sao nha anh em. Con này cũng Daki thì chưa lên nổi. Đó, ok, được. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nâng cấp con Zetsu này lên mắt lép không ta. Ôi, lên được 231 thôi anh em. 231 thôi nha. Bây giờ thì, lên luôn đi. Cho nó lên luôn đi anh em. Mình còn trong gương còn khá khá SP nữa mà anh em. Trời ơi, mấy chục triệu của mình mà chỉ lên được có cái tầm này thôi anh em à. Kiếm đạo 41 hả? Ui, lên được anh em à. Lên được, nhưng mà bây giờ mà không nha anh em. Mình sẽ nâng bên con Daki anh em à. Daki cho lên 30 luôn. Ôi, lên 35 luôn rồi. Chết này, hình lố một xíu rồi anh em. Úi giời ơi, còn có 8 mấy ca thôi anh em à. Lấy ông chuyện luôn rồi. Trời ơi. Thôi thiếu rồi anh em mày, thiếu rồi, thiếu rồi, thiếu đồ chơi rồi anh em. Ôi ôi, cho gậy trong Gadaki nó đam nó to to xíu anh em à. Trang bị nhanh vô nè. Đó, lên nguyên xít luôn nha anh em. Bây giờ mình sẽ đột phá cái này. Sát thương chí mạng anh em à. Cho nó chí mạng luôn. Rồi, sát thương chính xác, sát thương kỹ năng. Chính xác, kỹ năng. Ồ, lên này luôn anh em. Rồi cái này không biết có gì thay không nè. Ủa, con nào đang đeo mấy cái bảo vật của mình vậy ta? À, hai con này hết em. Cái này sát thương vào tướng sát thủ, gỡ ra liền anh em. Để cho con Daki đeo vô nha anh em. Mấy con nào mà sát thủ bên kia đụng với lại con Daki bên mình là xoắn liền anh em. Cái này có nâng cấp được nữa không? Không nâng cấp được nha anh em. Đấy, cái này nâng cấp lên không biết nó sẽ tăng thêm gì nè. 680 lại 23 nha anh em. Dùng. Ủa, dùng luôn k anh em ơi, 1k nha. Để em xem thử cái này 74 nè, sử dụng hết luôn. Ôi trời, không biết có đủ hay không anh em ơi. Để mình xem thử 7 rồi, sử dụng hết luôn đi. 6 nè, 2k 47 rồi anh em ơi. 67 rồi, sắp đủ rồi anh em. Cái này không 9 luôn, ok đủ luôn anh em à. Nâng cấp lên đây, nãy 680. Để mình xem thử nó có tăng lên được cái gì hay không anh em. Lên 800 luôn anh em à, 26% luôn nha anh em. Ok luôn anh em à, quá là êm luôn. Daki thì khỏi phải bàn anh em. Bây giờ thì mình chưa có đủ sức để có thể lên sao cho con quỷ anh em ơi. Mình giờ mình bị thiếu nguyên liệu khá nhiều. Cho nên là bây giờ mình sẽ cố gắng. Sau này mình sẽ lên con 9 sao anh em. Mình sẽ lên con 9 sao, mình làm food cho cái một cái trong những cái con này luôn anh em.
Nói là hôm nay thì mình sẽ lên thợ săn này có gì nâng cấp được hay không. Ý, bên này là gì đây? À, sách vở này kiểu kiểu anh em à, lớp 50 mới có thể là đột phá được nha anh em. Cái này thì cũng vậy anh em, 30 40 mới có thể đột phá được. Rồi ok, lên được cái con 9 sao nha anh em. Lực chiến mình bị tụt xuống hết một khúc luôn anh em à. Hơi bị nhiều luôn á, nhận 500 kim cương đó. Ôi, mình đã thành người vô sản rồi anh em à. Mình đã trở thành người nghèo rồi anh em. Không còn miếng kim cương nào, đêm qua vẫn còn 40k kim cương. Mở mắt ra một buổi sáng thôi, sạch sành sanh, còn có nhiều kim cương đó thôi anh em. Ơi ơi, đúng là tích kim cương thì khó mà tiêu kim cương thì nó quá dễ luôn anh em. À, theo mình nghĩ là anh em cũng đừng nên tích kim cương mà thêm cố gắng xả đi anh em à. Xả để mình chi biết không, kiếm food để mình ăn trao cho mấy thằng tướng lên, chứ anh em cứ tiền tiền vậy anh em sẽ bị thua anh ta rất là nhiều anh em à. Vô đấu trường giao lưu nhẹ cái anh em. Boss bang nè, quốc phát đây. Daki nè, Daki cho ra phía sau nha anh em, con nhỏ này ra phía trước đi. Zenitsu buồn ngủ. Tới con xà trụ. Chết rồi, bây giờ mình bị thiếu rồi anh em. Nên cho con nhện vô giữa đi anh em, cho con nhện này vô giữa nha. Daki cho ra phía sau cho tích tích đam anh em à. Nổ một phát là coi như là lên mấy củ luôn anh em. Để mình xem đam coi. Ồ, ui, đam Daki nó ít hơn xà trụ cái gì. Ôi ơi. Trời ơi, ông nội xà trụ ông lên đến 40 triệu đam luôn anh em à. Hay là ảnh có duyên với lại gắn cho nên là ảnh quýnh gắn cho nên là đam ảnh to anh em à. Để xem thử đây, 42 triệu anh em ạ. Daki trời ơi, Daki anh em đam cũng khá là vật vã đấy chứ anh em. Ok, xà trụ như đây một con tướng hệ sát thủ, mà khi mà mình đeo thêm cái vật phẩm đó nữa thì nó sẽ kích hoạt thêm cái gọi là cái tăng đam lên cho mấy con tướng hệ sát thủ anh em. Mình đang cần điểm anh em à, mình đang cần điểm này khá nhiều cho nên là mình sẽ quất hết luôn. Đó, mình cống hiến cho bang rất là nhiều để mình tăng cái phần thưởng với lại nhiệm vụ nha anh em. Mình cống hiến là 203 triệu anh em à. Kỹ năng thì mình sẽ up thêm một mớ cho bên cái sát thủ 8 trên 20 nha anh em. Cái này sẽ tăng thêm sát thương kỹ năng nữa anh em à. Ok, vào đấu trường giao lưu nhẹ ăn cái, sau đó mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay nha anh em. Hôm nay mình nói là mình quyết tâm lên con tướng 10 sao mà, cho nên là mình chơi tới bến luôn, chơi tới nóc luôn anh em à. Chết rồi, đội hình của mình à, thiếu con Daki nha anh em. Thiếu con Daki cho nên mình bị mất hết khúc lực chiến. Được con nào bây giờ ta? Thôi, đưa con Zenitsu ra phía trước anh em à, cho con xà trụ ra phía sau đi. Daki lên đây. Đó, thôi xà trụ có khả năng tự hồi máu cho nên là đứng dưới đi. 3 triệu 88 rồi anh em à. Ôi giời ơi, ôi 3 triệu 84. Ai chà. Ai trời ơi, trời ơi, bên kia cũng có con Zenitsu nha anh em. Hơi ngán nha anh em à, hơi ngán nha. Ôi, con nào bây giờ ta? Lên đây đi. Còn Zenitsu của mình thì nó hơi trâu xíu rồi anh em. Úi thua luôn anh em ơi, thua luôn. Bên kia có gì đây? Ông già. À bên kia có hai con tướng 10 sao luôn anh em ơi. Căng dữ vậy ta. Wow, với con này có 8 sao rồi đây mà. Có hai con tướng 10 sao thêm một bài Tamayo nữa. Ôi con gì nó xu bên mình đảm tỏ nha anh em. Hồi máu kìa. Trời ơi nó hồi kìa anh em à. Quá là kinh khủng khiếp nha. Ủa, sao kỹ ta, sao thua ta? Nói chung là hai bên lực chiến cũng xem nhau thôi anh em à. Bạn ôi nãy mình quýnh với bạn nào ta? Bạn Bút Công Min. Ôi, bạn ấy bút công cái min luôn anh em à. Bút công min nè. Thử lại. Ôi ơi, lần này thì mình win nha anh em, lần này thì mình win anh em à. Để anh xem chỉ số đam mà trời, Daki với lại Zenitsu rồi anh em. Hai cái này nó đang bám đuổi khá là gắt gao anh em à. Nhưng mà con Daki mặc dù là chỉ mới có 8 sao thôi anh em à, level 180 thôi nha. Nhưng mà cái lực cái đam của nó anh em thấy không? Đó, cao hơn, dính hơn so với con tướng 10 sao luôn anh em à. Quá là ghê gớm luôn, hồi máu nè. Trời ơi, vẫn là chị Shinobu bên nhà mình hồi máu khá là khét anh em ơi. Ok, thôi chắc là mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở đây thôi anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về tựa game Hơi Rõ Mặt Trời anh em. Đừng quên cho mình xin một like và đăng ký để mình có động lực tiếp tục ra thêm nhiều video về tựa game cho anh em cùng xem. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.